Theo nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, thị trấn Hóa Thượng được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hóa Thượng. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt trong giai đoạn phát triển mới của huyện Đồng Hỷ, đồng thời đáp ứng tâm tư nguyện vọng mong đợi của nhân dân và chính quyền xã Hóa Thượng trong suốt nhiều năm qua. Rất phấn khởi. Đây là một cái bước trưởng thành, một sự tiến bộ và một nói đúng hơn là một sự công nhận của Đảng, của nhà nước đối với cái công lao xây dựng của Đảng bộ, đảng viên và nhân dân xã Hoa Thượng. Khi lên thị trấn thì có nghĩa là nó đã được nâng lên một tầm, lên nâng lên một bước nữa. Thế thì cái mong đợi của người dân là cũng rất là mong muốn là được phát triển về kinh tế. Từ xã lên thị trấn thì nó sẽ có nhiều cái chuyển biến rất tích cực. Đó là về cơ sở hạ tầng từ đường, giao thông cho đến các cái công trình phúc lợi mà người dân là được sẽ được thụ hưởng. Và đối với hóa thượng thì nó cũng là một cái mắt xích trong cái chuỗi liên kết phát triển kinh tế xã hội giữa tỉnh Thái Nguyên đối với các huyện của các tỉnh bạn nhất là như là Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Lý do vậy là đây cũng là một cái cơ hội để cho thị trấn Hóa Thượng sẽ trở thành một trung tâm về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên cùng chung niềm vui với nhân dân xã Hóa Thượng, nhân dân các dân tộc xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu tin tưởng rằng thị trấn mới sau sát nhập sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh để vươn mình bứt phá, trở thành cực phát triển phía Nam của huyện Đại Từ. Vô cùng vui mừng, phấn khởi mà nhân dân chúng tôi đã chờ đợi mong mỏi gần một năm qua. Khi mà được trở thành về thị thành thị trấn thì mong mỏi đầu tiên của người dân đó là đề nghị các cơ quan là đầu tiên là hoàn tất cái thủ tục giấy tờ chuyển nhượng đất. Cái thứ hai đó là được quan tâm về chế độ chính sách. Trước sau là tuyệt đối tin tưởng vào cái đường lối đổi mới của Đảng. Hy vọng là sau khi sát nhập thì thị trấn Quân Chu sẽ trở thành cái trung tâm phát triển kinh tế xã hội cả vùng và trong đó đời sống nhân dân được nâng lên. Thì bản thân chúng tôi và nhân dân các dân tộc ở địa phương cũng rất là vui mừng phấn khởi và cái ngày đó cũng đã đến chúng tôi rất mong muốn là trong thời gian tới thì khi mà nhập xã quân chu vào thị trấn quân chu để mở rộng địa giới hành chính thì chúng tôi rất mong muốn là sự quan tâm của các cấp về thị trấn quân chu sẽ phát triển trong một cái tương lai mới Việc đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ và việc sát nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu huyện Đại Từ để mở rộng địa giới thị trấn Quân Chu được Quốc hội thông qua có ý nghĩa hết sức to lớn đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Đại Từ và Đồng Hỷ, qua đó tạo tiền đề quan trọng để mỗi địa phương phát huy nội lực, tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu theo chương trình Phát triển Đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2035 và đóng góp chung cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.